đi lên đường mòn ngang bàn, mình đi tìm anh Triệu Quân Sự. Đó, anh có núp ở đây không? Anh này là anh trốn rất kỹ các bạn, anh chạy rất nhanh, người dân tộc Nùng hay Mông rồi đó. Đó, chạy rất nhanh các bạn. Rồi mình đi vô đây mình kiếm một khúc thôi, mình quay phim cho các bạn xem nha. Đó, mình kiếm một khúc, đó, kiếm Triệu Quân Sự. Đó, trời ơi, trời, bên kia nghe cái đèn các bạn. Triệu Quân Sự, không biết anh này trốn ở đâu. Đó, cho mà mình sẽ truy tìm cho các bạn xem nha các bạn. Bạn xem nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Đó, mình Triệu Quân Sự. Không biết anh này có trốn ở đâu không? Trốn ở đây không? Anh này là không phải như anh Tấn Khỉ các bạn. Không có súng, mình không có sợ anh. Đó. Không biết Triệu Quân Sự có núp ở trong đây không? Cái đèn nó tối lắm các bạn. Cái đèn mình không có cái đèn pin nha các bạn. Mình lấy cái đèn thổi mình rọi cho nó sáng thôi. Tìm Triệu Quân Sự các bạn. Anh có núp ở đây không? Không biết anh có núp không? Mình cứ đi đại thôi. Mình cứ đi đại các bạn. Anh này trốn bữa giờ. Công an chức năng cũng tìm bữa giờ rồi các bạn. Mà không có các bạn ơi. Mình cũng bữa giờ mấy công việc mình không có làm các bạn. Ngày nay mình hơi rảnh rảnh, mình đi tìm Triệu Quân Sự cho các bạn xem. Đó. Biết không có hay không. Nếu mà ở đây kia không các bạn. Kê rừng cây chuối ở đây rẫy đâu các bạn. Cái rẫy thôi. Mình lên rẫy mình kiếm các bạn. Đấy, chuối này, các bạn thấy chuối không? Đó, biết không tao anh có núp ở đây không? Anh này dân tộc Mông cũng dân tộc gì vậy các bạn? Anh đó là anh chạy anh thực hiện anh chạy trốn rất nhanh. Đó, nói chung ảnh là người dân tộc anh chạy rất nhanh các bạn. Triệu Quân Sự, mày ở đâu? Ra đây gấp. Tao bắt mày về vi án. Wow. Rồi các bạn ơi. Tao quay mình nhắm lên nữa các bạn ơi. Điện khúc thôi. Đi hiểm quá. Wow. Chù cây là giật mình các bạn. Tưởng nó núp chỗ đây chứ. Triệu Quân Sự. Anh Triệu Quân Sự này là một... Anh là một người lính các bạn. Anh được đào tạo. Mà anh này mơ game các bạn. À này, mơ game, cái tàu mơ game các bạn. Nguy hiểm, rất nguy hiểm các bạn ơi. Anh này trước kia anh đi lính mà anh đào ngũ các bạn. Vì anh chơi game, anh đào mấy lần ạ. Có cướp tài sản và giết người các bạn. Để được đi tù trung thân. Nhưng anh trốn thoát cũng được 1-2 lần các bạn. Anh này rất giỏi, trốn. Đó. Giờ là anh trốn thoát ra. Anh đi tù đâu có quan ngại các bạn. Anh ra anh cướp một cái điện thoại và một chiếc xe các bạn. Với một cái xe Subaru. Anh chạy qua điều hải quan các bạn. Anh bị công an nó dí. Nó chặn lại mà anh anh không có đứng lại các bạn. Anh chạy luôn. Và công an dí theo là anh chạy giữa đèo hải quan là anh văng xe bỏ anh chạy lên rừng các bạn. Chạy rừng anh trốn mà công an nghiệp vụ rồi thả chó rồi chứ mà bắt chưa được các bạn. Không biết anh trốn chỗ nào. Giờ mình cũng đi phụ tìm cho vui một chút. Đi tìm cho vui thôi các bạn ơi. Chứ nói chung là tìm tiệc là rất, rất nguy hiểm. Mình cũng không biết anh trốn chỗ nào. Mình ra cái rẫy mình quay một chút cho các bạn xem. Ban đêm, cảnh ban đêm đó các bạn. Gừa quá không? Cảnh rất gừa các bạn. Biết ảnh mà ông đây là anh chạy, anh thấy mình rồi là anh chạy anh trốn các bạn. Wow, cây cấu các bạn ơi, cây cấu á. Tôi thui các bạn ơi. Thấy chưa? Cây cấu. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Mình sẽ làm clip để đi xuyên đêm Triệu Quân Sự cho các bạn xem nha. Thôi bây giờ mình kết thúc tại đây nha các bạn. Có gì mai mình sẽ tìm bệnh ngày thì cho các bạn xem thử có được không nha. Mình sẽ lên điều. Tôi làm như rụt rột mình mất hồn các bạn ơi. Thôi video kết thúc tại đây nha các bạn.